Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tình tiết mới nhất của bộ phim Trạm Cơ Hội Trái Tim. Trạm Cơ Hội Trái Tim, nghi vấn Gold không phải là con ruột của Nghĩa, cái thai của Hà là quả báo dành cho nam chính. Nhiều khán giả cho rằng việc Hà có bầu chính là quả báo lớn nhất dành cho Nghĩa trong bộ phim Trạm Cơ Hội Trái Tim. Trạm Cơ Hội Trái Tim ngày càng thu hút sự chú ý của khán giả với những tình tiết cực kỳ drama. Trong tập mới nhất, nhân vật Hà phát hiện mình có bầu với Nghĩa, cô vô cùng đau khổ trước sự thật này. Tuy nhiên, bà Lan đã khuyên con gái hãy nhẹ nhàng đón nhận mọi chuyện, đứa trẻ rất có thể là một món quà dành cho cô. Nhiều khán giả nhận định tình tiết này nhìn qua khi thì thật là bi kịch, nhưng thực tế nó có thể chính là quả báo dành cho nhân vật Nghĩa. Nghĩ rằng cả đời mình để trả thù ông Trường, nhưng rất có thể sau cùng anh ta sẽ phát hiện ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, ông Trường thực sự không có tội gì cả. Thêm nữa, anh ta cũng sẽ phát hiện ra mình thật lòng yêu Ngân Hà và đã có con với cô. Ngân Hà và đứa trẻ mới thực sự là những người anh ta cần yêu thương, trân trọng và bảo vệ. Họ mới chính là vợ con, là gia đình của anh ta. Cô An Nhiên, cô ta chỉ là người phụ nữ tham vọng, coi Nghĩa như quân cờ để đạt được mục đích mà thôi. Thậm chí người xem còn dự đoán bé Gold rất có thể không phải là con trai của Nghĩa. Như vậy Nghĩa mới nhận về sự đả kích lớn nhất cuộc đời của hắn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Gold chính là con ruột của Nghĩa. Bằng chứng là cả Hà, bà Lan hay bà Sinh đều nhận thấy Gold rất giống Nghĩa, và điều này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong phim. Hẳn đây cũng là dụng ý của đạo diễn để cho khán giả suy đoán lạc đường.